Bạn thân đi chơi Tết về rồi nè, mấy đứa ra đón kìa. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Thôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Không gặp nhau cỡ đâu có 3 tuần mà cái đoạn tình cảm này nó cũng không có khá hơn lắm. Đứa nào đứa nấy tao nói, trừ con Lem ra nghe con nhỏ đó thì ai cũng là bạn, chứ mấy má còn lại em á. Ngon thế tôi. Con mới Diệu nghe hồi nãy gặp nghe mày dựng lông rồi giữ vô. Rồi sao giờ mày lục đồ của con ta mày? Chào bạn. Thằng cháu đỏ nó chạy nó kiếm chỗ nước, mà con Lem nó tưởng anh đậu nó làm gì nhộn nhịp quá vui quá rượt theo chơi. Đó đó, nó lấy cái đà nó tính chụp thằng này nè, nó tính chơi. Trời ơi, chơi cái gì anh cháu đỏ, anh đang cung gần chết. Ơi, bữa nay vẫn được cọc rồi nữa nha. Ba tuần nay ăn Tết ngon quá trời ngon rồi. Bữa nay bạn thân cái thăm rồi mà ngại gì trời. Bà đặt nhón nhón rồi nữa. Con Lem nó vô chi với mọi người, nó tưởng cái nhà cửa đang vui trời vui. Mọi người đang chơi trúng tìm rồi nha. Giờ đất ơi, lâu lâu có một bữa vui dễ sợ. Tính ra có mình ơi mày vui luôn á Lem ơi. Thì khi mà bạn thấy cảnh tượng đó là bạn té đái, bạn ngớ người bạn nhìn vậy nè. Sợ quá, không nhúc nhích gì được hết. Thì ổng mới đi lại gần á, ổng nói rằng á là Mày sợ hả, sợ gì? Trời ơi, con là hả, bây giờ con cũng sợ lắm mà nội ơi. Con nói chuyện mà hả, con đổ mồ hôi hột nãy giờ nè nội. Không sợ, lên. Mới Diệu là được cái có nhiêu chơi nhiêu chứ không có hẹn nhân đậu. Mặc dù là cũng được cái miệng thôi, nhưng mà ít ra là người ta cũng có thể hiện bản thân rồi đó. Mà cũng cảnh giác cho đó mày nha, khó chơi lắm đó. Đừng có đụng tới mày, đừng có đụng tới tao, đụng tới hơi mệt mỏi đó. Cái mặt Mới Diệu giận thấy cưng vậy trời. Chị Diệu chỉ tức nghe mà cái lỗ tai của chị xè ra như cái máy bay vậy đó. Hề quạo mà cũng dễ thương. Bạn bè lâu ngày gặp lại nhìn cái là biết là thân, hết có biết thân à. Đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Chị đứng tim chết lặng. Tới Sugar mặt cũng không có sượng nhíu chứ. Anh dụ mình như thế nào hay là anh nói cái lời ngon tiếng ngọt nào khiến cho mình siêu lòng hả chị? Anh nói em muốn ăn phở, em mua phở cho em ăn. Anh chỉ nói một câu vậy thôi á. Dạ. Một câu vậy là mình đủ đục liền. Thật sự vậy luôn ha. Dạ. Vậy còn mấy anh kia không lẽ anh không có nói được câu đó hay sao em? Không.